Vâng, thưa toàn thể quý vị và khách thân mến, vừa rồi theo sự dẫn của gia đình, chú rể Tuấn Việt, cô dâu Mai Phương đã di chuyển về phía ban thờ thắp hương kính Liên Gia Tiên. Và ngay lúc này đây, xin được kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu hôn cưới của gia đình để cùng chào đón hai gương mặt sáng giá nhất ngày hôm nay. Chú rể Tuấn Việt, cô dâu Mai Phương sẽ cùng nắm tay nhau bước lên đài hoa hạnh phúc với những tràng pháo tay thật nồng nhiệt của toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý thân mến, ngay lúc này đây hiện diện trước mắt toàn thể quý vị đó là chú rể Tuấn Việt và cô dâu Mai Phương trong trang phục của ngày cưới với nụ cười rạng rỡ trên môi đang hiện diện ra mắt toàn thể con viên hay họ. Và ngày hôm nay để nói hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lời cảm ơn thì cô dâu và chú rể không thể nói hết tình cảm của toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian bằng ngọc của mình để đón và đưa cô dâu và chú rể trở về tại tư gia của gia đình long trọng tổ chức buổi đại lễ thành hôn hôm nay. Và để thay cho lời muốn nói để gửi tới toàn thể quý vị, xin quý vị cùng nhận lời cảm ơn, lời cảm tạ từ cô dâu và chú rể. Cái cúi đầu cảm ơn, kính mời chú rể Tuấn Việt, cô dâu Mai Phương sẽ cúi đầu cảm ơn tới toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, một năm thì được khởi đầu bằng mùa xuân, và tình yêu thì được bắt đầu từ tuổi trẻ. Và để ngày hôm nay trải qua thời gian công tác, học tập và tìm hiểu kỹ càng, được sự đồng tình của hai bên gia đình bố mẹ, được sự đồng ý của hai bên cơ quan chính quyền địa phương, trong tình người vấn vương, lễ thành hôn của chú rể Tuấn Việt, cô dâu Mai Phương đã được đơm hoa và kết trái. Và ngày hôm nay cô dâu và chú rể cũng phải nói lên rằng nhất là ơn mẹ ơn cha công sinh công dưỡng để ta có mình, hai ơn bè bạn dân tình làm mai làm mối để mình có ta, ta ơn tất cả gần xa đến mừng hạnh phúc để ta có mình. Được sự đồng tình của hai bên gia đình, họ nhà trai là ông Nguyễn Văn Thăng và bà Bùi Thị Đào đã sinh hạ ra chú rể Tuấn Việt, cùng kết tình thông gia với họ nhà gái là ông Vũ Văn Thập và bà Đặng Thị Tuyết Mai đã sinh hạ ra cô dâu Mai Phương. Và ngày hôm nay trong tình người vấn vương, lễ tình hôn của chú rể Tuấn Việt, cô dâu Mai Phương được long trọng tổ chức tại tư gia của gia đình. Kính thưa toàn thể các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể quý vị khách quý thân mến, vừa mới hôm nào đây tôi cùng đi bên nhau trên con đường tình yêu, chú rể Tuấn Việt mới nói với cô dâu Mai Phương rằng: em ơi, biết đến hôm nào để ông Tơ và Nguyệt xem mình thành đôi, miệng cười anh nắm tay em, từ bao giọng nói thiết tha êm đềm. Em ơi, em hãy cứ vui lên, đến ngày 20 tháng 3 năm 2021, tức ngày 8 tháng 2 năm Tân Sửu, mình sẽ được chọn đời bên nhau. Mà đúng là bấy lâu hẹn ước nguyện cầu, hôm nay đôi bạn sẽ sống bên nhau trọn đời. Dù cho tóc bạc răng rời, thủy chung giữ trọn lời thề sắt son. Chú rể Tuấn Việt mới thề với cô dâu Mai Phương rằng: anh thề bao giờ tam đảo hết cây, mà sông Hồng hết nước thì anh đây mới hết lòng yêu em. Đúng là đôi ta như thể con tầm, mà cùng ăn một lá cùng nằm một năm. Đôi ta như thể con ong, con quấn, con vít, con trong, con ngoài. Tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chúc mừng hạnh phúc. Và ngày lúc này ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái, bác trưởng đoàn gia đình họ nhà trai sẽ cùng di chuyển lên sân khấu trân trọng kính mời. Và không thể thiếu trong ngày phúc của hai con, xin được trân trọng kính mời về phía gia đình họ nhà trai, trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thăng và bà Bùi Thị Đào là mẫu thân và phụ thân của chú rể Tuấn Việt, xin được trân trọng kính mời. Về phía gia đình họ nhà gái, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Vũ Văn Thập và bà Đặng Thị Tuyết Mai. Xin được trân trọng kính mời bà Vũ Đặng Thị Tuyết Mai là bố mẹ của cô dâu Mai Phương, xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nhưng nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải do tình, tuy rằng bốn bề nhưng sinh một nhà. Thưa quý vị thân mến, thủ tục trao dâu và nhận dâu đó là một nghi thức không thể thiếu trong mỗi đám cưới của người Việt.
và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ban tổ chức xin được thay lời cho gia đình cùng đỡ lời cho cô dâu và chú rể cũng như công ty tổ chức sự kiện Nam Việt xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Tuấn Việt sánh duyên cùng cô dâu Mai Phương. Mai Phương, Tuấn Việt xin phép được bắt đầu. Thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, đúng là cây tốt tươi mới để cảnh xanh lá, nước có nguồn mới biển rộng sông sâu, mà con sông thì có bến có đò, gà con cũng có dặn dò đôi câu. Mở đầu chương trình buổi lễ định hôn của chú rể Tuấn Việt, cô dâu Mai Phương, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái sẽ thay lời cho các cụ ông các cụ bà cùng đốt lời cho ông Vũ Văn Thập và bà Đặng Thị Tuyết Mai là bố mẹ của cô dâu Mai Phương, sẽ có đôi lời phát biểu trao dâu cùng có đôi lời căn dặn với cô dâu và chú rể. Toàn thể chúng ta cùng dành một tràng pháo tay chào đón vị trưởng đoàn gia đình họ nhà gái. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các cô, các ông, các bà, các bậc cha bác và toàn thể mọi người trong hội chúng ta hôm nay, cho phép tôi được thay mặt nhà gái lên trao dâu cho bác trưởng đoàn họ nhà trai và các lưu giải căn dặn hai cháu. Kể từ nay hai cháu phải siết chặt tay nhau đoàn kết trên con đường xây dựng cuộc sống mới của mình, vượt qua mọi rào cản thử thách để tiến lên và xây dựng một cuộc sống mới đầy đủ hạnh phúc thành đạt. Bác chúc các cháu luôn luôn hạnh phúc. Và cho phép tôi được thay mặt họ nhà gái kính chúc tất cả mọi người trong hội hôn chúng ta ai ai cũng đều có một sức khỏe dồi dào, một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp rất nhiệt tình, nồng hậu, thắm đượm tình quê hương bản quán mà các cụ nhà trai đã dành cho chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Vâng, thưa quý vị thân mến, đúng là đất Phú Thọ chưa mưa đã nắng, người Phú Thọ mến khách lắm người ơi. Vừa rồi là những lời phát biểu vàng ngọc của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái đã nói lên mối tình thâm xa giữa hai gia đình ngày càng bền chặt và thắm thiết. Đúng là bên gái thì hân hoan mừng rễ tảo, để bên trai thì vẫn khởi đón dâu hiền, dâu hiền bên gái dễ hiền bên trai. Và để có lời phát biểu nhận dâu, xin được trân trọng kính mời trưởng đoàn gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu nhận dâu cũng như có đôi lời đáp từ với những tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Kính thưa các quý cô, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, cùng với tất cả quan viên và bốn họ cũng như bạn của hai cháu Tuấn Việt và Mai Phương. Tôi là bác của cháu Tuấn Việt. Xin thay mặt cho gia đình nhà trai xin nhiệt liệt chào đón sự hiện diện cao quý của các quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác cùng quan viên hai họ. Trải qua một thời gian tìm hiểu nghiêm túc và chân thành, hai cháu Tuấn Việt và Mai Phương đã đi đến quyết định hôn nhân để cùng được chung sống trong một mái nhà, mà đúng ra là cùng chung sống trong một căn hộ. Về mặt gia đình thì bố mẹ hai bên của các cháu cũng đã có nhiều cuộc thăm gặp, gặp gỡ trao đổi và đều tác hợp cho hai cháu. Và hai gia đình cũng đã tiến hành các cái bước thủ tục cần có cho một đám cưới phù hợp với cái truyền thống văn hóa cưới hỏi của dân tộc Việt Nam. Về mặt pháp lý thì đã được chính quyền xác nhận và chứng thực. Hôm nay tại trung tâm sự kiện lễ thành hôn của hai cháu Tuấn Việt và Mai Phương, tôi xin thay mặt cho dòng tộc họ Nguyễn chính thức
nhận cháu Mai Phương làm dâu, làm con, làm thành viên mới của dòng tộc của chúng tôi. Cháu Mai Phương có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của một thành viên trong dòng tộc, và cháu có thể tự hào vì mình là thành viên trong dòng tộc họ Nguyễn của chúng tôi. Và cũng trong giờ phút này, tôi xin giao cháu Tuấn Việt làm được làm rể trong gia tộc của gia đình họ nhà gái, cũng như trở thành thành viên mới trong gia đình của họ nhà gái. Và cuối cùng xin chúc cho cái quan hệ của hai gia đình chúng ta tình thông gia thắm thiết mãi đến muôn đời. Và bác cũng xin chúc cho hai cháu Tuấn Việt và Mai Hương đã rằng ngàn nghĩa vợ chồng, giấu cho nghiêng núi cặn sông chẳng rời. Và cuối cùng xin chúc tất cả quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác và toàn thể hội hôn trong năm mới 2021 có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình đã nói lên mối tình thông gia. Kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, hai nhà chẳng cách bao xa, bắc cầu duyên hài để hai ta về cùng, để từ nay chung mẹ, chung cha, chung chăn, chung gối, chung nhà từ đây. Và để nói lên mối tình thông gia giữa hai bên gia đình, xin được kính mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng bước lên để cùng như thể hiện cái bắt tay và cái ôm thật chặt với những tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Chúc mừng hạnh phúc, chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Xin được kính mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng lắng nghe dừng có một chút nữa. Dạ vâng. Thưa tất cả quý vị thân mến, vừa rồi là các thủ tục trao dâu và nhận dâu của đại diện hai vị trưởng đoàn. Và tất cả quý vị đã cùng chứng kiến tại tư gia của gia đình cho ngày hôm nay. Và để cũng như nghi thức tiếp theo trong buổi lễ thành hôn của chú rể Tuấn Việt và cô dâu Mai Phương, ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời chân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thăng và bà Bùi Thị Đào là bố mẹ của chú rể Tuấn Việt sẽ có những món quà để cũng như mừng hạnh phúc cho hai con. Và về phía gia đình họ nhà gái thì cũng như ông Vũ Văn Thập và bà Đặng Thị Thiết Mai cũng đã trao kỷ niệm cho hai con trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và xin được kính mời món quà của bố mẹ ông Nguyễn Văn Thăng và Bùi Thị Đào. Thưa tất cả quý vị thân mến, cho mỗi một người chúng ta khi được là cha là mẹ, niềm vui và niềm hạnh phúc được nói nên rằng các con đã khôn lớn trưởng thành. Và ngày hôm nay minh chứng cho điều đó, bố mẹ cũng có một món quà nhỏ để mừng hạnh phúc cho hai con. Xin được cảm ơn tứ thần phụ mẫu đã sinh thành nuôi dưỡng chúng con để chúng con có được ngày hôm nay. Chúng con hứa sẽ đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ, mong cho bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe để làm chỗ dựa cho chúng con. Và một tràng pháo tay của toàn thể quý vị cảm ơn món quà của gia đình. Xin được cảm ơn. Và tiếp theo ngay lúc này đây, toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu hôn trường của gia đình để cùng chứng kiến giây phút quan trọng nhất. Đó là giây phút mà cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau vòng tròn của tình yêu để tính ước rằng cuộc đời này hai bạn là của nhau. Đó là chiếc nhẫn cưới. Xin được kính mời chú rể hãy quay sang cô dâu. Quý vị thân mến, trên tay của ban tổ chức chúng tôi mà toàn thể quý vị đang nhìn thấy đó là một cặp nhẫn rất là xinh xắn và chú rể Tuấn Việt đã dành tất cả trái tim và tình cảm vào đây. Và chú rể đã thuê rất là nhiều thợ kim hoàn ở trong nước cũng như là trên thế giới để làm nên cặp nhẫn này đó. Và ngày hôm nay minh chứng cho điều đó, chú rể hãy cầm tay người vợ yêu của mình ấy, và hãy lấy chiếc nhẫn này trao cho người vợ yêu để chọn đời, chọn kiếp hai bạn là của nhau. Dù gian nan vất vả, dù sóng gió thác gành, mình sẽ bên nhau chọn đời anh nhé. Cô dâu hãy lấy chiếc nhẫn cưới trao cho người chồng yêu. Ngày xưa nhẫn cỏ trao tay, ngày nay nhẫn cưới lại đính kèm kim cương. Toàn thể quý vị đang được chứng kiến cô dâu và chú rể đang trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu để từ ngày hôm nay họ chính thức là vợ chồng, cùng bên nhau đi hết con đường tình yêu. Và những tràng pháo tay của toàn thể quý vị không thể thiếu. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Xin cảm ơn.
Tiếp theo xin được kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến sang trước bánh ngọt tình yêu. Xin được kính mời cô dâu và chú rể. Cô dâu và chú rể hãy cùng cầm dao lên và cắt chiếc bánh trên nhất. Đó là chiếc bánh trong trắng và ngọt ngào như tình yêu của hai bạn dành cho nhau. Thưa tập thể quý vị thân mến, tình yêu đó là một đề tài muôn thuở, và trong mỗi chúng ta ai cũng có một tình yêu. Và tình yêu con người với con người được minh chứng rằng ngày hôm nay chú rể Tuấn Việt, cô dâu Mai Phương, họ chính thức là vợ chồng, sẽ cùng bên nhau chia sẻ những ngọt bùi khó khăn và sinh cho nhau những người con tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Tiếp theo xin được kính mời chú rể sẽ đến với chai rượu xung quanh đầu tiên. Xin được kính mời. Chú rể đến với chai rượu đầu tiên này, chú rể hãy cùng bóc lớp giấy bạc và sau đó sẽ lắp chai rượu lên thật mạnh ạ. Lắp chai rượu lên thật mạnh và sau đó xoay nút sắp chai rượu khi được bật nắp để cùng chung tay với cô dâu cho lên ly rượu tình yêu. Vâng ạ, chai rượu đã được mở nắp và cô dâu Mai Phương sẽ cùng đưa vào chai rượu để chót lên chiếc ly cao nhất. Chiếc ly cao thượng minh chứng cho tình cảm của hai bạn nó cao thượng, và cũng như dòng máu trong tim sẽ chảy mãi. Thưa tất cả quý vị thân mến, rượu thì được ví như vật ngọt của tình yêu, và màu đỏ là màu của máu. Và lúc này tất cả quý vị đang được chứng kiến cô dâu và đứa rể đang chót lên tắt ly tình yêu cùng với đám khói đang hòa quyện vào nhau. Có mặt tại tư gia của gia đình để cũng như chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Số rượu còn lại, cô dâu và chú rể hãy cho nên tâm đi tình yêu đấy. Chú rể và cô dâu hãy cho nên tâm đi tình yêu. Sợ chị Hồng không xem mà vướng, chén rượu nồng không uống mà say, trăm năm hạnh phúc đẹp ngày kết duyên. Sau khi cô dâu và chú rể đã cho hết phần riêng để tâm đi tình yêu, xin được kính mời chú rể cầm một ly rượu, cô dâu cầm một ly rượu. Xin cảm ơn. Chú rể mời bác trưởng đoàn gia đình hoặc nhà gái, cô dâu mời bác trưởng đoàn gia đình hoặc nhà trai để cảm ơn hai bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đón và được cô dâu và chú rể trở về tại tư gia của gia đình tổ chức buổi đại lễ tình hôn hôm nay. Xin cảm ơn hai bác đã không còn ngại đường xa xa xôi. Chúc hai bác luôn luôn khỏe. Tiếp theo xin được hai ly rượu tiếp theo ạ. Chú rể sẽ mời bố vợ, cô dâu mời mẹ đẻ. Xin cảm ơn bố mẹ. Vâng ạ. Hai ông bà thông gia. Xin được kính mời hai ly rượu tiếp theo. Chú rể mời bố đẻ, cô dâu mời mẹ chồng. Chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe. Và hai ly rượu không thể thiếu của cô dâu và chú rể ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, quý vị ở bên dưới có thể chót ra những ly rượu được không ạ? Vâng ạ. Gia đình nhà ta có thể đứng sát vào nhau để cùng như thể hiện tình cảm ấm áp của tình yêu. Thưa tập thể quý vị thân mến, hôm nay tháng tốt ngày lành, muôn cây nảy lộc, muôn cảnh nở hoa, mừng cho hai họ nhà ta hoa thành một bản trường ca thắm đồng. Tập thể quý vị cùng chót ra những ly rượu và cùng nâng ly. Xin được kính mời hai vị trưởng đoàn, kính mời tứ thần phục mẫu cùng với cô dâu và chú rể với ly rượu giao bôi. Xin mời nâng ly và cùng đến với ban tổ chức chúng tôi ạ. 1, 2, 3, chúc mừng, 2, phúc, xin mời.
Và xin kính mời đại gia đình và kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng cụm ly để cũng như chúc mừng cho mối tình đồng gia để cứu ngày hôm nay. Chính thức hai bên gia đình sẽ thiết chặt mối tình và cũng như chung con chung cháu. Thưa toàn thể quý vị thân mến, ngay lúc này đây ban tổ chức xin được trinh trọng chính thức tuyên bố khai tiệc buổi đại lễ tự hôn của chú rể. Tuấn Việt, cô dâu Mai Phương và xin được kính mời hai vị trưởng đoàn, kính mời tứ thân phụ mẫu cùng với cô dâu và chú rể sẽ di chuyển xuống bên dưới để gửi lời cảm ơn tới quan khách. Xin trân trọng kính mời.